Cái đứng đàng hoàng thì mẹ coi con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Sao nữa? Sống lâu năm hạnh phúc. Cảm ơn. Cầm đó rồi. Chưa bỏ điện vô. Trời, tao này bự lắm. Mấy cái điện nó không có tiền. Tao bự lắm. Bỏ điện không có bự. Điện đúng là không có bự. Cái hên thôi mà. Đàng hoàng, xoay đàng hoàng. Hên đổi điện thoại mới chứ điện thoại cũ không quay không vừa mà Hương. Chàng thái độ. Trời ơi, nay tao ốm xuống tí mà nói sao trời. Cái gì hoài. Mà lấy hết. Thương nhắm mới cho đó chứ mà nội đổi hai trời quá trời vui nha. Trời đấy. Cô giáo, dạ, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây con. Dạ, vô đây nè, nè. Con này đẹp hơn con đó luôn á. Nè, không thèm luôn. Đi cho em bao đây, em bao đi đây, cho em bao. Một bao của em đưa cho em. Đi cho em bao. Đi đây mẹ bao. Rồi chúc Tết đi, chúc Tết đi. Rồi chúc Tết đi bạn. Bao lì xì cho anh em. Rồi hai đứa lớn không chút luôn chút gì lại chút nó mệt quá ông này phải hiểu cái gì đó à đúng không lẹ lên nói hoài ai à, năm năm tới tới thì hai chồng con cũng chúc ba mẹ là sức khỏe dồi dào sớm hội đồ lúc nào cũng ở chung với nhau hết thôi vậy. Chúc cô giáo bắt mình lấy hơn. Rồi. Để cho mình đã xong rồi tính thì cứ để mẹ chú tự nhiên cắt ngang thiệt luôn.